Hello mọi người, trong suốt khoảng thời gian dài kể từ khi mình bước chân vào thế giới âm nhạc nói chung và rap Việt nói riêng, mình luôn cảm thấy có cái gì đó bất thường ở thị trường âm nhạc Việt Nam so với các thị trường lớn như Mỹ, Hàn, Nhật, v.v. Không biết liệu rằng các bạn có thấy điều đó hay không, nhưng mà tại sao các ca sĩ và rapper ở Việt Nam lại ra single hay đĩa đơn nhiều đến vậy, trong khi các ca sĩ hay rapper ở nước ngoài toàn là phát hành EP, LP, mixtape và album? Liệu có sự khác biệt nữa hay không? Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải tìm hiểu xem single, EP, LP, mixtape và album là gì và sự khác biệt giữa chúng đây nhé. Đầu tiên là cháu bé single, một cái tên khá là quen thuộc với chúng ta, nhưng đó chỉ là tên Mỹ của nó mà thôi. Còn ở Việt Nam, cháu nó có tên là đĩa đơn. Hiểu đơn giản thôi, đĩa đơn là một bài nhạc, nhưng mà hiểu vậy thôi thì chưa đủ. Cháu tôi, nó có thể nhỏ bé, nhưng sâu bên trong nó là cả một trời khái niệm. Thật ra, theo định nghĩa của Music Gateway, đĩa đơn là một bản phát hành nhạc có từ 1 đến 3 bài nhạc. Mỗi bài nhạc chỉ có thời lượng dưới 10 phút và tổng thời gian phải dưới 30 phút. Đó là lý do vì sao mà EP 111 của Lil Wayne và Sixteen Thief được gọi là EP, nhưng các nền tảng phát nhạc lại xếp nó vào hạng mục đĩa đơn đấy. Các nền tảng phát hành nhạc trực tuyến lớn hiện nay như Apple Music hay Spotify đều đồng ý với điều kiện một đĩa đơn không kéo dài quá 30 phút. Nhưng với Spotify thì họ chấp nhận một ca khúc trong đĩa đơn có thời gian dài hơn 10 phút. Hiện nay, việc phát hành đĩa đơn đã là một phong trào rất phổ biến, nếu không muốn nói là gần như hoàn toàn trở thành lối đi chung với phần đông rapper ở Việt Nam. Ở rap game Mỹ, định dạng phát hành này thường được ra mắt để làm đòn bẩy cho một album hay các EP, LP mà các nghệ sĩ sắp công bố. Đó là điểm đặc trưng của đĩa đơn. So với các định dạng khác thì nó giúp họ thu về nhiều sự chú ý từ cộng đồng và người nghe hơn. Với những đĩa đơn mang tính đột phá, nó có thể đem về những tiếng vang lớn. Từ những bước đệm mà các đĩa đơn tạo ra, các dự án dài hơi nối tiếp đó của nghệ sĩ có thể được đón nhận mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu nghệ sĩ chỉ tập trung sản xuất và phát hành các đĩa đơn mà không đầu tư vào phát triển các dự án dài hơn thì không thể tạo ra đột phá và dấu ấn nghệ thuật được. Một vài ví dụ nổi bật về đĩa đơn ở rap game Mỹ trong thời gian qua là Family Ties của Baby Kim và Kendrick Lamar, Your Heart của J. Cole và Johnny Lucas và Romeo's Cure của Fora. Còn ở Việt Nam, chúng ta có đĩa đơn Một Ngày May Mắn của Magazine. Ngoài ra, Yongbo 5 cũng có một đĩa đơn đáng nghe là Dead Inside, hay Cây Cỏ Thần Kỳ của ICD và Tui Mi. Tiếp theo là người em út trong hệ gia phả này, EP. Tên em nó đầy đủ là Extended Play. Tuy là một cư dân xa lạ với thị trường âm nhạc Việt Nam, nhưng bé nó vẫn có quốc tịch Việt với tên họ đầy đủ là Đĩa Mở Rộng. Theo web của hãng Marshall Amplification, một tên tuổi chất lượng trong làng thiết bị âm thanh thế giới, thì Đĩa Mở Rộng thường có 5 bài. Một số đĩa mở rộng cũng có thêm một vài bài bonus, tức bổ sung, nâng tổng số bài nhạc có thể xuất hiện trong một đĩa là 6 hay 7 bài. Về thời gian thì tất cả các bài nhạc trong đĩa mở rộng có tổng thời gian dưới 30 phút. Để dễ hiểu hơn thì đĩa mở rộng là một đĩa nhạc dài hơn đĩa đơn nhưng lại ngắn hơn LP, mixtape và album. Về đặc trưng, khác với các sản phẩm đĩa đơn, các bài nhạc trong một đĩa mở rộng cần có chung một chủ đề lớn. Chính vì thế, với những bài nhạc trong đĩa mở rộng, các rapper có thể kể rất nhiều câu chuyện xoay quanh chủ đề chính của đĩa đó. Đối với một đĩa mở rộng thì chi phí để sản xuất và hiện thực hóa ý tưởng của các nghệ sĩ thông thường sẽ ít hơn nếu so với việc làm ra những đứa anh chị của nó là LP hay album. Chính vì thế, đĩa mở rộng là một trong những dự án dài hơi phù hợp để các nghệ sĩ có thể bắt đầu thử sức với việc thực hiện một đĩa nhạc có quy mô lớn. Ở rap game Mỹ, các EP tiêu biểu có thể kể đến là Scary Hours của Drake và Just Until của Cordae, một EP mới được phát hành gần đây. Thời gian qua, rất nhiều rapper trẻ ở Việt Nam đã phát hành các đĩa mở rộng được đầu tư rất tâm huyết. Trong số đó có EP L21P của Lốt Phạm và Control Shift N của Hurricane từ nhóm God Nang. Giờ là về chị ba LP. Nhưng mà bà chị này hơi chảnh, không thèm nhập cư vô Việt Nam nên chỉ có tên Mỹ mà thôi, đó là Long Play. So với thằng em EP thì bà chị này có vài điểm khác. Đương nhiên là chị phải lớn tuổi hơn và có kinh nghiệm hơn nên là chị cũng lâu hơn. Số lượng bài nhạc của một LP có thể lên đến 20 bài. Và vì số lượng bài nhạc tương đối nhiều nên bà này cũng hay gây lộn với ông anh cả album, cho rằng mình cũng là album chứ không hề lép vế. Và chị không phải là dạng vừa, muốn chơi với chị phải quý Spotify thì mới chơi được. Bản gốc của các LP phải được làm bằng đĩa than 12 inch. Với các mini LP, đĩa than của chúng có kích thước là 10 inch.
Một ví dụ điển hình cho sự tranh luận này là Marshall Mathers LP 2 của rapper Eminem. Nó có tổng cộng 22 bài nhạc, và dù có mang chữ LP trong phần tên thì đa số người ta vẫn xem đây là album phòng thu thứ 8 của anh già. Với những dự án mà nghệ sĩ muốn truyền tải một câu chuyện lớn với nội dung phong phú và một mạch truyện logic thì LP sẽ là một lựa chọn phù hợp. Bởi với hơn 20 bài nhạc, các tác giả có thể tạo ra một concept album với cốt truyện mạch lạc, làm người nghe đắm chìm trong thế giới đó từ bản nhạc đầu tiên đến bài cuối cùng. Cuối cùng là người anh cả album. Sự thật thì hiện nay, các định nghĩa về album trên thế giới vẫn chưa được thống nhất. Ở thời điểm này, một album âm nhạc thường có tối thiểu 10 bài nhạc và có thời lượng khoảng 45 phút. Đương nhiên, sẽ có các trường hợp ngoại lệ của một số album. Chúng có thể ngắn hoặc dài hơn về số lượng bài nhạc hay tổng thời lượng. Trên nền tảng phát nhạc trực tuyến Spotify và Apple Music, họ chỉ công nhận các sản phẩm có tối thiểu 7 bài nhạc thì mới được xem là một album. Và vì là anh cả, nên ông này chơi trội hơn mấy đứa em ở chỗ là ổng hơi bị đa nhân cách. Có rất là nhiều loại album, bao gồm các loại phổ biến trên thị trường âm nhạc hiện nay như Studio Album hay Album Phòng Thu, Concept Album, Remix Album, Album Phiên Bản Deluxe, Live Album, Album Tổng Hợp, v.v. Mà thông thường thì ngoài các đặc điểm riêng, tất cả chúng nó đều được xem là album phòng thu. Nói về đặc trưng, album hẳn được xem là một trong những cột mốc lớn đối với sự nghiệp của nghệ sĩ. Nhưng để sản xuất một album hoàn chỉnh thì cần tốn rất nhiều công sức và nguồn lực. Thế nên, trước khi bắt tay thực hiện một dự án lớn như album, các rapper nên thử sức với các định dạng phát hành phù hợp hơn. Và ông anh này cũng sang không kém nhỏ em. Các bản gốc của album phải được làm bằng đĩa than thì mới được công nhận là một album chuẩn quốc tế. Nhưng mà như vậy thì giống nhỏ em quá, còn gì là anh cả. Nên là đĩa than của một album còn cần bao gồm hai mặt, A-side và B-side. Một số người cho rằng B-side là phần bổ sung của album đó, còn số khác thì cho rằng đó là một phần riêng biệt trong một số album. Ở Việt Nam, Tuimi đã từng chia sẻ khi phỏng vấn với Urbanist Việt Nam rằng việc sản xuất một album giống như việc trồng cây vậy. Bởi vì người nghệ sĩ cần phải tỉ mỉ trong từng công đoạn, từ lên kế hoạch, sáng tác và chọn lựa những bài hát phù hợp, sản xuất, hòa âm phối khí, làm hình ảnh, chỉnh sửa và những khâu chi tiết nhỏ khác. Sau album đầu tay là Softcore Hard Shell ra mắt năm ngoái, Tuimi hiện đang hết sức tập trung cho album phòng thu tiếp theo của cô, được dự kiến sẽ chính thức lên kệ vào tháng 12 năm nay. Album này có vẻ sẽ mang nhiều màu sắc R&B với những bài nhạc về chủ đề tình cảm. Hãy chờ đợi xem Tuimi sẽ đem tới những điều mới mẻ gì trong dự án lần này nhé. Ví dụ tiêu biểu của những album trên thị trường âm nhạc Mỹ trong thời gian vừa qua là Melodic Blue của Baby Kim. Còn NBA Youngboy cũng vừa cho ra mắt Sincerely Control. Gần đây, Isaiah Rashad của Top Dog Entertainment cũng cho ra album The House Is Burning. Năm 2021, rap game Việt Nam cũng có sự xuất hiện của những album đáng chú ý như None của Suboy, Kiếp Hát Rong của Thẩm. Và quay về trước một chút, chúng ta có Loser to Lover của B-Ray. Từ từ, chưa hết. Trong đại gia đình album này còn có Mixtape, một đứa không biết nó nhỏ hay lớn luôn. Thằng cu này thì hơi quậy và bất ổn xíu. Như thế này nhá, Mixtape là sự kết hợp của từ mix, nghĩa là trộn lẫn, và từ tape, trong trường hợp này dùng để chỉ các băng cassette. Có nghĩa là đây là một băng phát nhạc được tổng hợp các bài nhạc nhiều chủ đề và không cần có một chủ đề chung. Còn về số lượng bài nhạc và các điều kiện thời lượng thì Mixtape không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ điều kiện nào. Các nghệ sĩ có thể thỏa thích đem vào Mixtape số lượng bài nhạc phù hợp với dự án của họ. Nói về điểm đặc trưng của Mixtape, hẳn chúng ta phải đề cập đến việc các Mixtape cũng có thể được dùng cho mục đích phi thương mại. Đây cũng chính là điểm đặc trưng mà các định dạng như single, EP, LP và album không hề có. Cũng chính vì điểm này mà Mixtape được các rapper ở nước ngoài chọn làm màn đề ba cho sự nghiệp của họ. Ví dụ như Chance the Rapper với Mixtape 10 Day. Mixtape cũng được cho là cần ít chi phí sản xuất hơn EP hay album. Thế nên, việc đầu tư chỉnh chu vào Mixtape như một màn debut vào sân chơi nhạc rap là một bước đi rất thông minh. Một vài Mixtape đáng chú ý trong thời gian qua ở rap game Mỹ là Sin City của Ski Mask the Slum God và Bigger Than Life or Death của rapper ESTG và This Thing Is Ours Too của The Alchemist. Trở lại với việc rap, thì trong vài tháng qua, các Mixtape đáng chú ý là 298G của Pismo từ DC Gang, Blessed của S-Fury từ Hải Ngoại Inc. và M của Magazine. Ngoài những cái tên trên, còn có một đứa tự nhiên rớt từ trên trời xuống ở Hàn Quốc là Single Album hay Album Đĩa Đơn. Thằng này thì đơn giản thôi,
Nó là một đĩa nhạc bao gồm nhiều bài nhạc nhưng không đủ lâu để so trình với đàn anh EP, nên nó được gọi là album đĩa đơn. Như mình đã nói, nhóc này được sinh ra ở Hàn Quốc và dường như chỉ có dân Hàn mới xài định nghĩa này mà thôi. Và đó là tất tần tật về gia phả, dòng họ, gia đình, album. Ngoài ra, còn có nhiều phiên bản khác của tụi nó nữa mà nếu kể ra chắc phải đến mai mất. Nếu tụi mình có lỡ bỏ quên cái tên nào hay là bỏ sót chi tiết nào trong video này, hãy comment bên dưới nha. À đúng rồi, còn chuyện vì sao mà các nghệ sĩ nước ngoài lại thường phát hành album thay vì single thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận ở video sau nha. Thế nên đừng quên subscribe để ủng hộ và theo dõi Vị Hip Hop. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.